Review sách thoải mái mà không cần gắng gượng. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm điều mình thích mà không cần phải gắng gượng để làm hài lòng ai đó. Chúng ta làm công việc này vì chính chúng ta muốn làm mà không cần phải nhìn vào biểu cảm của người khác. Thoải mái mới là trạng thái giúp bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Cuốn sách thoải mái mà không cần gắng gượng sẽ tiếp cho bạn thêm nhiều động lực để sống cuộc đời của chính mình. Những cuốn sách tản văn hay về cuộc sống nên đọc một lần trong đời. Top những cuốn sách hay giúp bạn cân bằng cuộc sống. Thoải mái mà không cần gắng gượng. Cảm nhận về sách thoải mái mà không cần gắng gượng. Sư Hyun được biết được là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Tôi quyết định sống cho chính tôi mang đến cho độc giả những bài học mới mẻ về giá trị cuộc sống, trân trọng bản thân và sống theo cách mà mình mong muốn. Thoải mái mà không cần gắng gượng sẽ giúp bạn trở thành người theo chủ nghĩa ôn hòa trong cuộc sống đầy phức tạp. Cuộc sống, công việc, các mối quan hệ và còn có cả những câu chuyện tình yêu nữa. Đôi khi nó ngốn hết thời gian của chúng ta có những ngày không còn đủ sức lực để làm gì ngoài việc nằm trên chiếc giường lớn bạn bắt đầu suy nghĩ về những thứ xung quanh mình liệu cuộc sống này có ý nghĩa gì với chúng ta cảm nhận về sách thoải mái mà không cần gắng gượng thế giới này luôn tràn ngập những điều rất mâu thuẫn rõ ràng chúng ta không hề thích ổn định không hề thích phong cách ăn mặc theo xu hướng vậy mà nhìn thấy người khác mặc đồ như vậy lại cố tình bắt chước để mặc đồ giống họ một bộ quần áo sẽ có người khen đẹp người chê xấu Mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau bạn thấy nó xấu không có nghĩa là toàn bộ thế giới này cảm thấy nó xấu. Điều quan trọng nhất là cảm nhận của bạn như thế nào về nó vậy nên nếu bản thân mình thấy vui vẻ thì hãy làm. Trong gần 300 trang sách, nội dung của cuốn sách xoay quanh những câu chuyện mà chính tác giả được trải nghiệm, được chứng kiến giúp người đọc dễ dàng hình dung và có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Bạn hoàn hảo khi là chính mình và cuộc sống của bạn dù thế nào vẫn luôn quý giá. Đã là con người, ai cũng có lúc cảm thấy tự ti bất lực, bé nhỏ. Lòng tự tôn lành mạnh không phải là hoàn toàn không suy nghĩ tiêu cực, mà là không để cho suy nghĩ tiêu cực bám lấy mình quá lâu. Rất nhiều người trong chúng ta luôn có một nỗi sợ chung đó là không dám khác biệt. Bạn sợ người khác nói rằng mình quá xấu xí khi khoác lên chiếc áo mà mình yêu thích. Bạn sợ người khác không hài lòng về bản thân mình. Bạn sợ bố mẹ thất vọng khi mình không thể trở thành phiên bản mà bố mẹ yêu thích. Dần ra bạn sống dưới lớp mặt nạ lúc nào không hay, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, không muốn chia sẻ với người khác chỉ vì sợ những lời nói không hay. Sách thoải mái mà không cần gắng gượng. Cuộc sống này đã có quá nhiều mỏi mệt, chúng ta đi làm phải tăng ca thường xuyên, yêu đương đôi khi không được thuận lợi. Có những ngày mở mắt ra đã nhìn thấy deadline hay đơn giản là có một chuyện buồn nào đó khiến cho bạn cảm thấy bản thân không còn niềm tin vào cuộc sống. Vậy thì tại sao chúng ta phải sống giả tạo với chính mình? Hãy vui vẻ sống thật với bản thân, bạn đang lãng phí chính thời gian của mình nếu sống giả tạo mỗi ngày. Cuộc sống này giống như một cuộc hành trình và mỗi người đều là một phiên bản khác nhau thế nên nếu bạn không được hoàn hảo cũng đừng so sánh mình với người khác. Vì bạn đã là một phiên bản tuyệt vời khi bạn sống cuộc đời của chính mình, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Hãy nhớ rằng lời khuyên hay góp ý của người khác bạn cũng cần lắng nghe thế nhưng đừng cho ai đó quyền thay bạn quyết định cuộc sống này mà bạn phải là người làm việc đó. Tự tin với bản thân, làm công việc mà bạn yêu thích. Đừng vì một lời chê bai của người khác mà đánh mất chính bản thân mình. Chúng ta sống không phải để làm hài lòng người khác mà chúng ta sống vì bản thân. Đã bao giờ bạn hỏi rằng mình có cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại hay chưa? Đã bao giờ bạn suy nghĩ cho bản thân mình hay chưa? Một lời từ chối người khác bạn cũng sợ làm họ buồn, một lời nói không thoải mái bạn cũng chẳng dám bày tỏ vì sợ mất lòng người khác nhưng bạn chưa từng một lần nghĩ cho bản thân mình. Thoải mái bày tỏ khi bản thân cảm thấy khó chịu là một phương thức sống, bạn không cần phải tỏ ra ổn hãy gắng gượng trở thành phiên bản mà bạn không thích thả lòng một chút, tận hưởng cuộc sống này theo cách mà bạn thích. Chẳng có mối quan hệ nào kéo dài mãi mãi nên đừng muộn phiền quá lâu. Cũng không cần quá lo lắng về những điều chưa xảy ra. Cây bốn mùa thay lá nhưng vẫn là cái cây đó thôi. Sông không bao giờ ngừng chảy nhưng vẫn là dòng sông đó thôi. Có người rời đi, có người tìm đến nhưng bạn vẫn mãi là bạn đó thôi. Sách thoải mái mà không cần gắng gượng. Trích đoạn hay trong sách. Có người yêu vì những lời động viên ấm áp, có người yêu vì được lắng nghe chân thành. Có người yêu vì tiếng cười sảng khoái của đối phương, có người yêu vì đối phương luôn ở bên mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ngay cả khi không phải cố gắng biến thành người khác, vẫn có quá nhiều lý do để bạn được yêu thương, vậy nên đừng cố ngụy trang. Thay vào đó, hãy thả lỏng cơ thể, sự chân thành trong mọi mối quan hệ và thoải mái thể hiện con người thật của mình. Đó là khởi đầu cho mọi mối quan hệ chân thành. Bạn đáng yêu nhất khi là chính mình. Hãy là bạn theo cách tự nhiên nhất. Review sách thoải mái mà không cần gắng gượng. Lời kết. Bạn sẽ hạnh phúc khi là chính mình, mỗi người chỉ sống một lần trên đời vậy nên đừng lãng phí thời gian của mình để sống cuộc đời của người khác. Tiêu chuẩn của người khác không phải là cuộc sống của bạn, vậy nên hãy thoát ra khỏi tâm lý mình cần phải làm theo ý của đám đông.